chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin tức 24 giờ TV và hãy cùng chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày nhé. Bà Tân Vlog là một cái tên đã khá quen thuộc với cộng đồng mạng với những clip ẩm thực hài hước, hấp dẫn với sự hỗ trợ của hai con trai. Tuy nhiên, ít ai biết đến bà Tân Vlog còn có cô con gái sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khả ái, đặc biệt là có nụ cười răng khểnh rất dễ thương. Sau đây xin mời các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Bà Tân Vlog là hiện tượng mạng nổi tiếng từ năm 2019 nhờ những clip nấu ăn siêu to khổng lồ trên mạng xã hội. Chỉ trong vòng một tháng, kênh riêng của bà Tân Vlog đã giành được nút vàng YouTube. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh YouTube của bà Tân đã đạt 3,54 triệu lượt subscribe, con số mà bất kỳ YouTuber nào cũng mơ ước có được. Bà Tân, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tân, 58 tuổi, hiện ở thôn Chùa, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Bà Tân có 3 người con, 2 trai, 1 gái. Chồng bà đã mất vì bệnh hiểm nghèo. Riêng cậu con trai tên Hưng bên trái cũng có kênh YouTube riêng tên Hưng Vlog và có 2,32 triệu người theo dõi. Giống như kênh YouTube của mẹ, kênh YouTube của Hưng Vlog cũng đạt được nút vàng. Ngoài hai cậu con trai nổi tiếng và đã quen mặt với giới trẻ thì bà Tân còn có một cô con gái. Con gái bà Tân tên Nguyễn Thanh Lương và chỉ mới xuất hiện trong clip làm món thịt cá sấu nướng siêu cay gần đây. Ảnh bà Tân và con gái chụp ảnh cùng diễn viên Hoàng Kim Ngọc phim Về Nhà Đi Con. Xuất hiện trong clip làm món thịt cá sấu nướng siêu cay, vì sợ làm cháy con cá sấu, bà Tân đã nhờ con gái giúp mình xoay cá để chín đều toàn thân. Dù chỉ xuất hiện trong ít phút với trang phục giản dị để mặc mộc, song con gái của bà Tân vẫn gây được ấn tượng mạnh với người hâm mộ. Trên trang cá nhân, Thanh Lương chia sẻ nhiều ảnh chụp chung với mẹ và hai anh trai. Có thể thấy con gái bà Tân sở hữu nhan sắc xinh đẹp, có gương mặt khả ái cùng nụ cười răng khểnh dễ thương. Mới đây, Thanh Lương chia sẻ ảnh chụp chung cùng anh trai Văn Hậu trên trang cá nhân kèm lời nhắn: rảnh là có ảnh, các bạn thấy anh em tôi có ngầu không? Bên dưới bài đăng, nhiều người tỏ ra bất ngờ khi biết bà Tân còn có thêm một cô con gái, sau nghe bà nói bà chỉ có hai con trai thôi mà. Bên dưới bài đăng, nhiều người tỏ ra bất ngờ khi biết bà Tân còn có thêm một cô con gái, sau nghe nói bà Tân có hai người con trai mà. Cho em hỏi chị Lương là con ruột hay con nuôi của bà Tân ạ? Chị với anh Hưng và anh Hậu là anh em ruột à chị? Anh Hậu với chị là anh em ruột à chị? Em tưởng anh Hậu với chị Lương là người yêu của nhau. Trước đó, trên trang cá nhân của Hưng Vlog, anh chàng này đã từng khoe rất nhiều ảnh về em gái. Đặc biệt, Hưng Vlog đã có lần từng rao bán em gái. Em gái Hưng có anh nào rước nó không? Ở nhà tốn gạo tốn cơm quá. Chúng mình là tin tức 24 giờ. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.